Hai nạn nhân xấu số là anh Lê Thanh Nghị và Nguyễn Trí Thành, cán bộ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi tai nạn xảy ra, thi thể nạn nhân Nguyễn Chí Thành bị mắc kẹt dưới nhiều khối sắt thép. Cơ quan chức năng đã điều cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các thiết bị chuyên dụng tới để giải phóng các khung thép bị đổ sập. Tuy nhiên, cũng phải đến dạng sáng nay, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể nạn nhân này ra ngoài. Một nạn nhân khác tên là Trần Công Thắng đã bị đứt lìa một cánh tay, hiện vẫn đang hết sức nguy kịch. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, báo đổ bộ nên có gió rất mạnh, tháp thu phát bị rung lắc rồi vặn xoắn và gãy đổ, đè lên trụ sở hai tầng của đơn vị này và làm đổ thêm một số nhà dân ở gần kề. Nhiều khả năng thời điểm đó, ba nạn nhân đang ra ngoài kiểm tra tình hình an toàn của tháp nên gặp sự cố. Cột thu phát sóng bị đổ, còn đè nát hai ô tô khách ở bến xe Đồng Hới và làm tắc hoàn toàn tuyến đường Trần Hưng Đạo nối thông với đường Nguyễn Hữu Cảnh ngang qua trường tiểu học Chu Văn An. Trạm phát sóng phát thanh cao 150 m do Đài Tiếng Nói Việt Nam quản lý, cột có trị giá 13 tỷ đồng mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Hiện các cơ quan chức năng đang giám định nguyên nhân đổ cột anten là do thiên tai hay lỗi kỹ thuật. Trong thời gian đợi khắc phục, việc tiếp và phát sóng phát thanh FM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ bị gián đoạn.